Em đâm một lỗ là đưa lên thôi nhá. Tay ảnh mình cũng ngớ đâu biết đâu. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. From the ashes, from the anger, from the war, let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free, all together, one and all, let's build a dream. Xăm rồi cả nhà, rất là bự. Hải xăm bự quá cả nhà ô. Hải xăm rất là bự ha. Nó hải xăm chứ còn gì nữa đúng không? Thì nói ra nữa, hải xăm đó. Đây nè cả nhà, đây là con hải sâm cả nhà. Sâu nó vô mấy cái xỉa. Cả nhà thấy không? Hải sâm. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì thằng em của mình vừa mới đi lặn ốc, nó lặn cua cả nhà. Thì nó có một cái con hải sâm rất là ngon. Đó thì mình cũng chưa từng ăn. Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức thử và sẽ chế biến và sơ chế thử cái con hải sâm này cho cả nhà cùng xem thử nha cả nhà. Bây giờ mình bắt đầu vô chế biến. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free.
all together one and all, all together one and all, all together one and all, let's live a better day. Cái con hải sâm này cả nhà thấy bự không? Đây, cái hải sâm này mình sẽ bắt đầu và chuẩn bị xem thử coi mình làm cách nào cả nhà. Quá trời bự luôn cả nhà. Nhà thấy con hải sâm không? Giờ mình sẽ bắt đầu chế biến thử coi cái lọ này mình ăn sao cả nhà. Rồi giờ bắt đầu mình sẽ thưởng thức cái con hải sâm này nha. Đây là hải sâm biển luôn cho tại đây nha. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know. Mình sẽ dùng muối ha, trà rửa nó nha cả nhà. Thì mình thấy trên mạng mọi người làm như vậy. Giờ mình bắt đầu làm nha. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight, dare to fall, to find our words to say. No more hate, just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. From the anger, from the war, let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be live free. All together, one and all, let's build a dream. Nóng cả nhà, lấy chồng ra rồi đó. Gã gã chơi rồi mọi người. Mà mình không biết cái món này sẽ ăn uống như thế nào cả nhà. Thì đây là một tin mình thích, thì để coi thử coi sao cả nhà. Giờ mình bắt đầu sơ chế và làm cái món này nha.
cho cả nhà xem cái giá của hải sâm mà mình vừa bắt nha nhà. Đó cả nhà thấy không? Đó. Đây là hải sâm là người ta tính là 1,5 triệu nha nhà. Thì cái con hải mình bắt đó thì cũng gần 1 ký đó, nhưng mà kiểu còn sống, còn đây là người ta phơi khô rồi. Đó, đây là loại của vua chúa mà ăn ở nhà. Ở đảo mình thì rất là nhiều nha. Đó, ở đây thì của mình thì rất là nhiều cái món này. Đó, thì tối nay thì mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món này nha. Còn đây là mình làm than để mình nướng nhum với ghẹ. À cả nhà ơi, mình đang chuẩn bị chế biến cái món hải sâm này thì nói chung là lúc trước thì ba mình cũng đã từng thưởng thức cái loại này rồi. Thời đó thì ba mình ăn rất là nhiều. Đó. Thì bây giờ cái hòn đảo này á thì cũng nhiều lắm cả nhà. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ cùng cả nhà bắt đầu đi chế biến cái loại này nha. Đó. Than sắp tắt rồi mọi người. Giờ để mình đi làm than là cho nó lên lửa nha. Đây là thêm một món nữa cả nhà, mình có bỏ thêm trứng cút vào ha. Đó. Tối nay thì quá nhiều món ngon lắm mọi người ơi. Làm nhiều quá. Chợ quanh nó bỏ nè, kêu qua để gì để cho bỏ ít vô cũng được. Làm mắm tôi cắm vô là chưa nữa. Nướng xong cái con này nè nha. Đó đây là con nhím biển hay còn gọi là quả cầu gai nha. Đó thì ở biển mình thì rất là nhiều loại này cả nhà. Đó. Bây giờ là mình còn ít cua này nữa thôi. Mình đang nướng. Hôm nay thì mình để lên đây nướng cho nó dễ luôn cả nhà. Nướng cái này xong rồi mình sẽ mời cả nhà thưởng thức với mình cái món hải sâm mà cái thời vua chúa người ta hay thưởng thức cái lẩu đó nha cả nhà. Đó. Thì mình cũng hay nghe mấy ông anh với lại ba mình nói là thời đó thì ba mình ăn rất là nhiều, với lại thời xa xưa người ta ăn ba loại nhiều lắm đó. Với lại cái thời mà vua chúa họ cũng thưởng thức cái con hải sâm này nữa, còn này ngon lắm. Đó. Cái chất dinh dưỡng nó cũng rất là cao cả nhà, con hải sâm này. Đó, bây giờ là mình sẽ nướng cái loại ghẹ này cho xong đi, gần xong gần chín hết rồi. Rồi nè cả nhà, đây là cái món hải sâm mà thằng em của mình nó đang chế biến cả nhà. Nói chung là rất là nhiều, nhưng mà do là nó nhiều nước, 90% nó lên nước nhiều quá, nó còn như đây nè. Cả nhà thấy không? Nó vẫn ăn vô sực sực ngon lắm cả nhà. Cả nhà nha.
ngon lắm mọi người. À, cả nhà ơi, mình đã hoàn thành xong mọi thứ cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình mấy cái món hải sản này nha. Chứ lại nhất là cái con hải sâm đó, rất là ngon cả nhà. Bây giờ mình ăn thử nha. Nãy gì mình có thử miếng rồi, rất là ngon. Ăn nó sực sực giống như cái mề của con vịt lộn đó nha, ngon lắm. Đó, mình ăn nha. Ôi, giờ mình mời cả nhà nha. Giờ mình thưởng thức cái món hải sâm xào với dưa chua cả nhà. Hải sâm này hả? Hải sâm này nghe nhầm mà cả nhà nha, đây hải sâm nha. Nè cả nhà, cái con hải sâm này là nó thật sự rất là bự, nhưng mà thành phần của nó là chủ yếu là nước nha cả nhà. Khi mình nấu lên thì nó còn có như đây nè cả nhà ơi. Đó, mấy cái cứng cứng này là nó còn nè. Còn như là nó nước nhiều lắm cả nhà. Ăn vô thực sự rất là ngon. Chả mọi người. Này có trứng cơm tới luôn. Này mọi người. Cả nhà nha. Ôi. Giờ nó còn như đây nè. Ăn giống như thịt heo vậy, da nhỏ lai heo quá ngon ngon. Cả nhà nha, cả nhà. Ồ, cái con hải sâm nè. Còn như đây nè. Ốc ốc nè. Sực sực da lắm cả nhà, ăn ngon. 80 canh mà cải chua. Ăn vô rất là ngon. Cái thịt của nó mềm mềm với lại da sực sực. Nước ra nó mặn. Không cũng được, không gì nó giòn. Ở ngoài nó giòn mà. Đây mọi người. Cả nhà đừng có thấy nó ớn vậy, thật sự ra nó rất là dễ làm, cả nhà nó ngon lắm. Thì sẵn hôm nay nghe mình bắt được cái con hải sâm này, mình sẵn quay luôn cho mọi người cùng xem nha. Rồi. Đừng có biết đâu cả nhà, nghe nói trên mạng nó là 90% của nó là nước rồi. Vậy nó còn như đây nè. Còn xạo quá nha. Ngon quá nha. Em đâm một lỗ là đưa lên thôi nha. Tái ảnh mình cũng ớn đâu biết đâu. Rồi cái anh nói vậy là thôi lần sau đi. Rồi mình quay đi thử. Không ngon. Cái màu đen khác nha. Màu đen của lượng tơ đây nè. Ừ, con tơ là con khác. Còn cái này nó không có con tơ. Con này có tơ là con. Em nói là vậy nó không tơ như bá này nè. Con này rất là hiền. Ớt. Để muối cạo á. Con này con nhím à. Lúc anh có cạo cái màu nó là màu cái màu đen thành màu trắng luôn không? Đúng rồi. Cái sạch đó ngon mà ba kêu xong nó cạo sạch ra. Mời mọi người nha. Giờ mình ăn thưởng thức cái con nhím biển cùng với trứng cút nha. Bữa trước là mình bỏ với trứng vịt. Đây là trứng cút nha. Mình cũng có quay một cái con này cho cả nhà xem rồi, nhưng mà đó là mình bỏ vào trứng vịt lộn. Còn đây là trứng cút nha cả nhà. Đậm đà mà ngon lắm nha. Ăn bỏ hơi nhiều xíu. Rồi. Bỏ đó mọi người. Chỉ có như con vô một trứng một cái thôi. Đúng rồi. Cần gì phải giống như con một con ăn một bữa phê. Bỏ đó mọi người. Trời ơi. Đã. Ở dưới là tám hai ngàn con. Hai ngàn con mới muốn đâu. Con lem quá. Thank you.
Rồi mình cả nhà nha, giờ mình ăn cái này nữa mình xin kết thúc lại nha. Nói chung mình quay một đoạn cho cả nhà xem để biết được cái mùi vị của cái con hải sâm này thôi. Giờ mình xin mời cả nhà thưởng thức thêm một miếng này nữa nghe cả nhà. Rồi thấy nó bự vậy chứ làm cái ít ha, chắc chắn mình phải làm nhiều con để mà có nhiều vậy đúng không? Mình làm nhiều con á. Quá ngon cả nhà. Rồi lúc đầu mình ăn, lúc đầu mình thấy nó mình đứng ớn lắm, nhưng mà khi mà mình làm á, cái đầu cái mình thưởng thức ăn nó ngon. Rồi mình xin kết thúc tại đây nha, xin chào và hẹn gặp cả nhà nha, bye.